và sau đây là chúng mình bị cấm những chuyện gì mình để mà chúng ta có thể vui tươi hơn buổi sáng ngày hôm nay theo cái mình thức. Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào, nhờ anh tin đoán năm nay duyên nợ thế nào. Dẫu nhiều nhận giác ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngọn lời làm em dài ngâu, mười hai con giáp em đây cầm tin quý mùi. Cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Cầm nhận nhận trước sẽ vui, nghèo thì đã sát lấy con. Đôi hoa rừng tròn như ai đỡ mối môi mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi ta bao lớn sang thế nào. Anh ta khoảng chừng ba mươi mấy, quen lắm nhìn giờ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ, chẳng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời. Cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Giờ thêm ngày cưới sẽ vui, nhiều gì đã khác bên thôi. Thấy gian ai từ đầu năm lo cưới vui năm thêm cười. Đầu năm hoa lá xôn xao ngờ như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phật nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai cầm đầu ngỏ lời làm nên dài ngẫu, mười hai con giáp em đây cầm tin quý mùi. Cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này tuổi số lắm con. Lúc sau vùng tròn nhờ anh dẫn lối vốn mai cứu lường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi ta bao lớn sang hẹn thế nào. Anh ta khoảng chừng ba mươi mấy, quen lắm nhìn xa em biết ngay. Chẳng ai xa lạ, chẳng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên lành đến rồi. Dầu tiền ngày cưới sẽ vui, kiểu gì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đau năm lo cưới vui năm thêm cười. Dầu tiền ngày cưới sẽ vui, kiểu gì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đau năm vui cưới vui năm thêm cười.